Sunday We Ride là một hoạt động định kỳ với những chuyến đi ngắn trong ngày do Harley Davidson Việt Nam tổ chức. Và hôm nay, đoàn của chúng tôi đang có mặt tại Vũng Tàu với rất là nhiều anh em tham dự. Cùng đón xem những hành trình thú vị tiếp theo tại các fanpage của chúng tôi.